Alo, alo, xin chào các bạn nhé, mình là Kỳ Anh, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn kiếm tiền điện tử free. Dự án hôm nay sẽ là con Sundown. Nên cái dự án iDrop sẽ có phát khoảng 100 million SDAO cho top 5, 200 million SDAO cho 995 lucky winner. Còn 3 day nữa kết thúc, các bạn làm ở trên nền tảng Claim.io. Bạn nào mà chưa tham gia dự án này thì các bạn có thể tham gia nhé, dự án này trên mạng DogeChain. Đúng rồi mọi người ơi. Trời ơi là ơi ơi. Còn một ít thời gian nữa thôi, bạn nào mà chưa làm thì các bạn làm nhá. Chúng ta sẽ dán cái ví. Đầu tiên là chúng ta sẽ dán cái ví MetaMask của mình nhá. Ví này thì có đủ các mạng luôn, cho nên mọi người cứ làm ví này cho mình. Rồi. Ở dưới thì chúng ta sẽ theo dõi Twitter nè. Tiếp theo các bạn ấn vào Continue. Ở dưới thì chúng ta sẽ theo dõi Telegram. Mà này, mọi người mà chưa theo thì các bạn ấn Join cho mình nhé. Ấn vào Continue. Bên dưới cũng làm y chang thôi. Bị ho rồi mọi người ơi. Red Twin là cái bài này. Quay lại các bạn vào Continue. Dưới thì chúng ta sẽ join và tag ba bạn bè. Nó có một cái bài viết riêng này thì mình sẽ tag bạn bè vào đây nhé. Rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ ấn vào Unread đi. Ở dưới thì các bạn sẽ thấy một cái link giới thiệu bạn bè nhé. Các bạn copy lấy link giới thiệu bạn bè của mình tham gia là được nha. Đấy, nói chung là cũng khá là ok thôi. À, khá là đơn giản thôi. Không có gì phức tạp đâu. Chúng ta check mấy qua thông tin về dự án này. Mạng DogeChain là một cái mạng cũng khá là ấy mọi người nhá, khá là nổi dạo này. Đấy, hôm trước thì mình hướng dẫn các bạn chuyển 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 tiền vào mua rồi add mạng DogeChain rồi nhá. Các bạn lên kênh của mình để search nhá. Các bạn lên đây này, các bạn cứ đánh vào đây là DogeChain thì nó sẽ ra những cái bài viết liên quan đến DogeChain nha mọi người nhá. Tiếp theo nữa là hôm trước bạn nào làm theo mình cái dự án DogeChain ấy thì cũng đã nhận được airdrop rồi đấy. Nói chung con airdrop đấy cũng được 7 đến 10 đô, mình chuyển vào hình như là 12 đô thì nó trả airdrop hình như cũng được 7 8 đô. Bán 7 8 đô. Đấy, còn những bạn chuyển nhiều ấy cũng được nhiều lắm. Tại vì cái số tiền đấy mình cũng có mất đâu, mình vẫn mua coin rồi có các thứ vẫn bình thường mà. Đấy thì mình sẽ để link ở bên dưới cho mọi người cùng tham gia nhé. Bạn nào mà chưa tham gia thì các bạn đăng ký và làm theo hướng dẫn để tham gia nhé. Còn thời gian là khoảng 30, hơn một giây, hơn một day nữa là kết thúc thôi. Đấy, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.